mọi người. Em vừa mới make up xong và còn một tiếng nữa là em về nhà mẹ Nhung để chuẩn bị cùng mọi người xuất phát đến Vĩnh Long đi diễn thôi. Hôm nay đi diễn thì có chị Trang nè, có bạn Sang nè, có bé Thiên Ngân, có anh Duy Juno và có ba Diễm Phạm nữa. Ba Diễm Phạm là chở chở tụi em đi Vĩnh Long. Và một xíu nữa thì em lên xe em sẽ quay cho mọi người coi nha. Hôm nay em make up với một cái tông trong sáng, mọi người có thấy trong sáng chưa? Một cái tông make up rất là nhẹ nhàng. Make up nhưng không make up. Mọi người thấy ghê chưa? Rồi, và mọi người cùng đợi tí xíu nữa em sẽ qua nhà mẹ Nhung rồi em sẽ quay nha. Và trước khi qua mẹ Nhung thì em xin giới thiệu qua một vài điều. Đó là khuôn viên shop của em. Góc này là góc chụp hình. Cả nhà tới thì nếu mà có muốn chụp hình check in thì cứ ngồi tại chỗ đây và chụp hình nha. Xin lỗi mọi người, cái tay em nó hơi run. Cái tay em nó run quá nên là mọi người cả nhà nhìn lắc quá. Đó, cái này là chỗ để áo sơ mi vải mỏng mỏng cho các cô từ 4 à, từ 52 kg đổ xuống. Rồi, qua bên này là hàng đồ bộ. Đồ bộ thì 58 kg đổ xuống hoặc là 75 kg đổ xuống, cả nhà mặc được nha. Cái này là gian hàng ẩm thực của em, có cả muối Thiên Ngân nữa. À dạ, cái này quay quay gần cái nó bị chớp chớp. Cái cây sấy thập cẩm là 101 một hộp. À, một túi như vậy nha cả nhà, nửa ký. Còn mít á, mít thì là 125.000 nửa ký là một túi như vậy. Ngoài ra em có combo dầu gội bồ kết trị rụng tóc với lại muối tắm thảo dược, với lại ở trên kia là sữa tắm cánh hoa hồng, ở trên nữa là một con mèo. Rồi đó, rồi mình qua lại đây. Đây là những chiếc đầm cho các cô lớn tuổi mà vừa modern vừa rất là sang. Rồi bên này là áo thun nam nữ unisex, mặc kiểu gì cũng được, mình có thể phối với quần jean, váy, chân váy đó mọi người, chân váy dài, chân váy ngắn, áo thun và có cả áo thun chữ ký của Tuyết Nhung luôn nha cả nhà. Áo thun chữ ký của em là có giá là 260 một cái, nếu mà cả nhà mua thì liên hệ fanpage Tuyết Nhung Store nha. Tuyết Nhung Store đây, mọi người có thể bấm Tuyết Nhung Store nha. Mọi người đợi em xíu, có khách hàng gọi rồi. Rồi tiếp tục, áo thun đủ 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 màu, với lại áo thun chữ ký của em và áo sơ mi nam nữ, áo sơ mi nam nữ và có những chiếc đầm. Đầm thì em bán ít thôi đó, những chiếc đầm đây nha mọi người. Rồi mọi người nếu mà muốn ghé shop em và muốn tham quan shop em thì mọi người đến 281 xuyệt 13 xuyệt 11 Lê Văn Sĩ, phường 1, Tân Bình. Tiệm em tên là Tuyết Nhung Store. Mọi người có thể bấm Tuyết Nhung Store ở trên Facebook là nó sẽ ra, nó có cái hình của em á. Mọi người đặt hàng, cả nhà đặt hàng thì liên hệ nhắn tin trên đó, trên fanpage của em nha.
fanpage Tuyết Nhung Store đó. Mọi người cứ 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 bấm như là cái màn hình em đang quay nè là được nha. Rồi, bây giờ thì em đi thôi. Em đi qua bên nhà mẹ Nhung để chuẩn bị xuất phát đi Vĩnh Long. Bye bye. Hello, xin chào mọi người. Buổi chiều em định quay clip nhưng mà tự nhiên cái em vui quá cái em quên luôn. Ủa sao mọi người im lặng vậy? Nói gì đi chứ. Im lặng đi chứ quay. Để cho em nói chuyện em chào đó. Ok rồi. Nói gì nữa ta? Thôi được rồi, tắt máy được rồi đó. Không, đây là đoạn đường cao tốc đi đến Vĩnh Long. Đầu giờ chiều đi ra bị kẹt xe quá trời. Đúng rồi, đầu giờ chiều đi ra kẹt xe quá. Và bây giờ đi được bao lâu rồi anh tài xế? Còn bao nhiêu nữa là tới anh? Khoảng 1 tiếng rưỡi. Khoảng 1 tiếng rưỡi nữa là tới nha cả nhà. Nãy định nói gì quên nữa ta. Rồi một xíu nữa tới đó em sẽ, nếu mà em nhớ em sẽ quay tiếp. Còn em quên nữa thì thông cảm. Thì ấp mỏi thì em ấp mỏi cái clip này rồi cả nhà. Ok. Alo, nè từ từ nè, quay rồi nè. Thật sự thì em đã quên lúc mà quay chuẩn bị đi vô hát rồi mọi người ạ. Hồi nãy lu bu quá quên luôn rồi. Bây giờ mình quay đoạn đường về. Không, đoạn đường về là... đêm nay tối thui. Bây giờ em lấy lại cái livestream của em đăng. Bây giờ em lấy lại cái livestream của em đăng được không ạ? Không, livestream em mờ quá mọi người ơi. Rất là mờ. Chỉ thấy ở đâu đó xa xa có một con bé mặc áo dài màu tím. Mắc cười chưa? Tiếp tục mắc cười chưa? Mình nhớ lòng cái effect mắc cười vô nha. Không nha. Đó, hơi tối nha anh Di, nhưng mà vẫn thấy gương mặt đẹp đẽ của anh. Đẹp mà còn đẻ nữa. Đúng vậy, đẹp đẽ. Đẹp đẽ. Đẹp đẽ. Đẹp đẽ chứ, nó như hỏi mà. Thôi, hay vô ngã. À vô hỏi. Ở thôi, ngã, anh thích là đẹp đẽ. Đẹp đẽ, đúng rồi. Đúng rồi. Bây giờ chỗ Thiên Ngân tối thui à. Ủa, nãy chị ngồi thi có đi không ta? Mình không có quay được. Hello Thiên Ngân. Sao? Rồi, bây giờ mình sẽ về thôi. Thiên Ngân ở đằng sau lưng em nha mọi người. Thiên Ngân hay cười quá. Rồi, cười trừ, không biết nói gì thì mình phải cười trừ. Rồi, trời ơi, cái gì mà đèn quá vậy? Trời ơi, cái gì mà đèn quá vậy? Rồi, mình đi về thôi. Không biết là trên đường có ghé vào ăn uống gì không? Tí nữa ăn uống, nếu mà ăn uống thì em sẽ quay cho mọi người. Nếu em nhớ. Ăn cùng với em nhé. Nếu em nhớ. Đúng rồi, nếu em nhớ nữa chứ em quên, là nhiều khi em ham ăn quá cái em quên á. Ok. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà. Cái gì ta? Quán ăn, tại quán ăn hoặc là có thể đây là một cái clip chào tạm biệt quý vị. Hôm nay. Không, đúng chào tạm biệt. Anh sao á? Ok. Bye bye cả nhà. Bye bye trước nha cả nhà. Không quay thôi, giờ đồng tiếng vô. Thôi, em thích vậy á.